Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và trước tiên sẽ là phần điểm những tin chính. Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thủ tướng Nga tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định mong muốn của Nga trong phát triển hợp tác với trung tâm kinh tế của Việt Nam và khu vực phía Nam. Lễ tưởng niệm những người tử nạn trên chuyến bay CA-5, một trong những chuyến bay thuộc chiến dịch không vận năm 1975. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 4, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã chính thức được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo các nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc, bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm là dấu mốc sẽ góp phần quan trọng tăng cường tin cậy, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng, hai nước, đưa quan hệ Việt Trung phát triển lên tầm cao mới. Cùng nhìn lại chặng đường 65 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai tổng bí thư chia sẻ quan điểm rằng trong 65 năm qua, mặc dù có những khó khăn, có những lúc thăng trầm, nhưng hợp tác hữu nghị, phát triển tích cực vẫn là dòng chính trong quan hệ của hai nước. Hai nhà lãnh đạo thống nhất duy trì và tăng cường hơn nữa các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, coi đây là cơ chế trao đổi có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng, không thể thay thế để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, duy trì và thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển bền vững, đồng thời phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của các cơ chế hiện có để kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề phát sinh, duy trì cục diện hòa bình, hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định trong quan hệ hai nước. Phát huy đầy đủ vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trong việc điều phối, đôn đốc các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước theo chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung và các thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, tạo nền tảng vật chất cho quan hệ hai nước. Hai bên tuyên bố chính thức thành lập nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng và nhóm công tác về hợp tác tiền tệ và nhất trí cùng nhau thúc đẩy hoạt động của cả ba nhóm công tác về tiền tệ, trên bộ và trên biển. Đối với vấn đề trên biển, nhấn mạnh tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt-Trung, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ, không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển, cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và sớm đạt được bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông, COC, trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với các lãnh đạo hai nước đã chứng kiến việc ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan của hai nước, như kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020, Hiệp định về hợp tác dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cùng với nhiều văn kiện hợp tác quan trọng khác. Và năm 2015 cũng là năm mà hai nước Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong năm nay thì hai nước sẽ có nhiều hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, củng cố hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực. Ngày 11 tháng 2 năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm nhân dịp nhân dân Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Mùi 2015 trong năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn, thời điểm khó khăn, quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung cần tiếp tục được thúc đẩy,
vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ gặt hái được thành công, góp phần tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2014, kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt gần 64 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng đạt 27,7%. Trong đó, xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam đạt gần 44 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc nhập khẩu khoảng 20 tỷ đô la Mỹ từ thị trường Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2015. Năm 2014, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu than lớn thứ hai. Trung Quốc cũng nhập khẩu lượng lớn dầu thành phẩm của Việt Nam. Giày dép Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng hơn 40%. Với đà này, hợp tác thương mại Việt Nam-Trung Quốc sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cầu Bắc Luân 2 bắc qua biên giới hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã được khởi công xây dựng hồi tháng 11 năm 2014, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2015. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển thương mại giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc về vận chuyển hàng hóa, hành khách. Trong năm nay, hai bên sẽ thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Ví dụ như là cái cuộc đi thăm của bà Lý Tiểu Lâm, Hội trưởng Hội hữu nghị nhân dân đối ngoại Trung Quốc sang thăm ta nhân cái dịp này và có các hoạt động giao lưu và cũng sẽ bàn bạc với phía Trung Quốc. Tức là năm 2015 này, chúng ta sẽ tổ chức những cái cuộc liên hoan biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Rồi chúng ta tổ chức những cuộc du lịch đỏ, tức là đi thăm những cái nơi mà trước đây Bác Hồ của chúng ta đã từng hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, ở đặc biệt là Quảng Tây. Với nỗ lực chung của hai bên, trong năm 2015, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau trong quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ ngày một tăng cường. Quan hệ kinh tế thương mại sẽ ngày càng chặt chẽ, lĩnh vực hợp tác sẽ ngày càng rộng mở, quan hệ láng giềng hữu nghị sẽ ngày càng đi vào chiều sâu. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chiều ngày 7 tháng 4, Thủ tướng Nga đã chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc Thủ tướng Nga lần đầu tiên thăm thành phố Hồ Chí Minh và tham dự diễn đàn của giới doanh nghiệp hai nước khẳng định rõ nét mong muốn lớn của Nga phát triển hợp tác với trung tâm kinh tế của Việt Nam và khu vực phía Nam. Trong tình hình hiện nay, Việt Nam và Liên bang Nga hiểu rất rõ sự cần thiết phải mở rộng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nga, trước hết là các sản phẩm nông lâm nghiệp và công nghiệp nhẹ. Thu hút đầu tư của Việt Nam vào Nga cũng như của Nga vào Việt Nam là một trong những trọng tâm thảo luận của diễn đàn hôm nay. Việc hai nước chưa có hợp tác kinh tế đầu tư tương xứng với tiềm năng, trước hết là do thiếu thông tin về thị trường của nhau. Diễn đàn của Việt Nam và Liên bang Nga hôm nay là một nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước để tìm hiểu các thông tin, các cái cơ hội hợp tác, kinh doanh và đầu tư lẫn nhau. Và chúng ta khẳng định là không có yếu tố nào có thể gây khó khăn trong quan hệ hợp tác kinh tế chính trị thương mại giữa và đầu tư giữa hai nước chúng ta và giữa cộng đồng hai doanh nghiệp của hai nước chúng ta. Chính phủ Nga đang định hướng thúc đẩy sản xuất trong nước. Nga đang thu hút đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào các ngành Việt Nam mạnh, sản xuất như nông nghiệp, chế biến lâm thủy sản, sản xuất hàng dệt may, da giày trên lãnh thổ Nga, trong đó có vùng Moscow và Biển Đông. Theo lời Thủ tướng Medvedev, Việt Nam và Nga cần tăng cường hợp tác và tạo mối quan hệ giữa các vùng của Nga và các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam. Tôi muốn các đối tác Việt Nam chú ý tới một điều là hiện nay chúng tôi đang dành quan tâm rất lớn cho phát triển vùng Viễn Đông và Siberia. Chúng tôi tạo những điều kiện đặc biệt thuận lợi cho đầu tư sản xuất tại đây. Nga vừa thiết lập một chế độ pháp lý đặc biệt cho kinh doanh cho một số vùng có tốc độ phát triển mạnh và chúng tôi đã nghiên cứu là lấy kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á. Đó là chế độ sử dụng đất ưu đãi, cho phép sử dụng nhân lực nước ngoài, ưu đãi về thuế và những ưu đãi khác và chế độ của vùng hải quan tự do. Khó khăn lớn nhất làm hạn chế hợp tác giữa hai nước là khả năng thanh toán của thị trường Nga và trở ngại trong thanh toán tiền hàng giữa hai nước. Hôm qua, ngay sau ký kết những văn bản hợp tác Việt-Nga,
Thủ tướng Nga và Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Trần Bắc Hà và Chủ tịch Ngân hàng Thương mại VTB Liên bang Nga thảo luận chương trình hợp tác và xây dựng kế hoạch thanh toán bằng nội tệ Việt Nam và Nga. Ngày hôm qua, tôi cùng với ông Hà đã làm việc tới 4 giờ sáng, đã thống nhất về nội dung của thỏa thuận giữa hai ngân hàng. Trong đó, có đề cập tới trách nhiệm của hai bên, trình cho chính phủ hai nước tiến trình thanh khoản cụ thể bằng đồng nội tệ của hai nước. Văn bản cũng xem xét những biện pháp khác hướng tới phát triển ngân hàng liên doanh của chúng ta và nâng cao vai trò của thương mại song phương. Các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga tham gia gặp gỡ đại diện giới doanh nghiệp hôm nay rất hiểu rõ những bất ổn chính trị trên thế giới và khu vực từ năm 2014 tới nay tạo những khó khăn lớn cho giới doanh nghiệp hai nước. Song đấy cũng là cơ hội không nhỏ cho họ tìm kiếm phát triển bạn hàng và thị trường mới. Bên cạnh đó, việc Việt Nam sắp ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu càng tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Trước đó, ngay sau buổi hội đàm của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, đại diện hai ngân hàng mẹ của Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga VRB và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Thương mại Nga VTB đã gặp gỡ bàn bạc trao đổi nhằm thực hiện hóa tuyên bố chung của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Trước sự hiện diện của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV và Chủ tịch Ngân hàng VTB Liên bang Nga đã trao đổi biên bản ghi nhớ được ký về hỗ trợ nâng cao vai trò tiềm lực của Ngân hàng VRB, tăng cường phục vụ đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga. BIDV và VTB thống nhất cùng nghiên cứu, xây dựng và tiến tới triển khai thực hiện kênh thanh toán riêng nhằm hỗ trợ các hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu giữa Nga và Việt Nam, đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hai nước, trong đó có việc giảm chi phí và không phải qua trung gian thứ ba. BIDV và VTB thống nhất thành lập tổ chức công tác chung và tiến độ thực hiện ngay trong tháng 4 này và trong thời gian sớm nhất sẽ thực hiện thanh toán song phương bằng đồng nội tệ của hai nước. Và cũng nhân chuyến thăm Việt Nam lần này và đặc biệt là việc Thủ tướng Nga Medvedev tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga tại thành phố Hồ Chí Minh thể hiện mối quan tâm và đánh giá cao của chính phủ Nga về tiềm năng và ý nghĩa của việc phát triển quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa các doanh nghiệp miền Nam Việt Nam và Nga. Phóng viên Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Maxim Golikov, đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam về tình hình và triển vọng phát triển hợp tác kinh tế giữa Nga và miền Nam Việt Nam. Thưa ông Maxim Golikov, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, sau hơn một năm hoạt động, thì chi nhánh đại diện thương mại Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả gì? Việt Nam luôn là một vùng đất thu hút đối với các doanh nghiệp Nga. Và thực tế là phần lớn các dự án đầu tư của chúng tôi đều là ở miền Nam. Chúng tôi đã tổ chức hơn 10 diễn đàn doanh nghiệp, một số chuyến thăm và làm việc của các công ty Nga đến Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tham dự các triển lãm ở Nga. Đã có vài chục dự án chung thuộc nhiều lĩnh vực đã được ký kết, ví dụ như hợp đồng cung cấp vũ khí và công nghệ từ Nga vào Việt Nam, hay nhập khẩu hải sản, rau quả, gạo từ Việt Nam vào Nga để bán lẻ trong các chuỗi siêu thị tại miền Nam nước Nga. Những công ty quan tâm nhất đến việc tìm đối tác Việt Nam hiện nay là các công ty thuộc các tỉnh của Nga. Ví dụ vùng Olov đã ký hiệp định phát triển quan hệ thương mại với tỉnh Bình Dương. Hiện nay Moscow cũng đang chuẩn bị ký kết hiệp định như vậy với thành phố Hồ Chí Minh. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng và sự quan tâm của các doanh nghiệp miền Nam Việt Nam đến việc hợp tác thương mại đầu tư với các đối tác Nga? Chúng tôi đánh giá rất cao sự quan tâm của các công ty Việt Nam đến thị trường Nga, đặc biệt là trong xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh truyền thống của mình như là quần áo, giày dép, nông sản, hải sản. Nhưng các công ty của Việt Nam chưa dành sự quan tâm cần thiết đến việc phát triển thương hiệu của mình ở Nga. Ví dụ lấy ngành du lịch, ta có thể thấy nhờ việc tích cực quảng bá thương hiệu, giờ đây Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với khách du lịch Nga tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm khác thì các công ty Việt Nam ít tham gia triển lãm, quảng cáo, không chú tâm đến phát triển thương hiệu của mình. Hiện nay, việc hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên đang vấp phải những khó khăn gì và hướng giải quyết chúng là như thế nào? Giữa chúng ta không có khó khăn không thể vượt qua, vì Việt Nam và Nga có nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, lãnh đạo hai nước có sự hiểu biết lẫn nhau và mong muốn tăng cường hợp tác. Một trong những cơ chế hợp tác triển vọng là thành lập khu vực thương mại tự do.
nó sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và nhà xuất nhập khẩu hai nước. Một số khó khăn khách quan là suy thoái kinh tế trên toàn thế giới hay sự tụt giá mạnh gần đây của đồng rúp so với đồng đô la Mỹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu của hai nước. Tuy nhiên, đấy là những yếu tố tạm thời. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra những nền tảng vững chắc cho tương lai, ví dụ như lập ra các dự án đầu tư chung ở Việt Nam hay ở Nga. Chính những dự án sản xuất chung mới tạo hợp tác, mới lâu dài được. Ngoài ra, như tôi đã nói, chúng ta cần tăng cường phát triển thương hiệu. Một điều nữa là chúng ta thiếu hiểu biết về luật pháp hai bên. Các công ty Việt và Nga rất cần đến sự giúp đỡ từ các chuyên gia luật của hai nước để tiến vào thị trường của nước bạn. Một lần nữa, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Xin được chuyển sang những thông tin thời sự khác. Tại buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện châu Âu Berlin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Nghị viện châu Âu ủng hộ và thúc đẩy để Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu sớm được ký kết và triển khai. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Liên minh châu Âu EU hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định khung về hợp tác và đối tác toàn diện, cũng như sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ, đồng thời đề nghị hai bên nỗ lực đàm phán để có thể ký kết Hiệp định Thương mại Tự do vào giữa năm nay. Ông Berlin khẳng định EU luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, vì vậy Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện châu Âu sẽ hết sức lưu ý đến các đề nghị của Việt Nam, trong đó có việc EU tích cực xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam, cũng như sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định khung về hợp tác và đối tác toàn diện. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam và sớm được ký kết, đồng thời đánh giá rất cao những cam kết cũng như lộ trình rõ ràng mà Việt Nam đưa ra trong quá trình đàm phán và triển khai hiệp định này. Cùng với việc hội nhập kinh tế, nhiều công ty của Việt Nam đang đứng trước thách thức phải tăng tính cạnh tranh và giữ nhân tài, đặc biệt là nhân sự cấp cao và cấp trung. Một giải pháp được các doanh nghiệp và chuyên gia nhân sự đưa ra là đầu tư vào chế độ đào tạo. Phóng sự sau sẽ cho biết thêm về thực trạng của vấn đề này tại Việt Nam. Theo khảo sát mới đây của công ty tư vấn nhân sự Towers Watson, trong năm 2014, cứ 100 người ở vị trí lãnh đạo doanh nghiệp thì có 11 người nhảy việc. Đặc biệt khi cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành và các hiệp định thương mại được ký kết, thì thị trường có thể sẽ có thêm nhiều biến động. Để đối phó với tình trạng này, thì bên cạnh mức đãi ngộ mang tính cạnh tranh, các chuyên gia nhân sự cho rằng cần giữ chân nhân tài bằng chế độ đào tạo hợp lý. Nhân sự cấp cao ấy, họ rất quan tâm đến các cái chính sách đào tạo mang tính chất dài hạn. Ví dụ như là mình có thể có những cái chương trình đào tạo 3 năm hoặc là 5 năm. Và họ hoàn toàn nhìn thấy được cái tương lai của họ trong 3 năm tới thì họ sẽ phát triển đến một cái mức độ nào. Hoặc là trong 5 năm tới thì họ sẽ cần phải phát huy thêm những cái kiến thức gì. Tại ngân hàng Techcombank, cùng với việc chuyển đổi sang các chuẩn mực quốc tế thì ngân hàng này đang có thêm nhu cầu về nhân sự cấp cao và trung. Giải pháp mà họ lựa chọn là đào tạo nội bộ để phát triển nhân tài. Techcombank đang giảm bớt việc tuyển các nhân sự cao cấp từ bên ngoài mà tập trung vào hướng vào phát triển cái đội ngũ nhân lực hiện tại. Đối với quản lý cao cấp thì chúng tôi đầu tư xây dựng chương trình Techcomlead với sự tư vấn của McKinsey và được triển khai hơn 5 năm với mỗi năm thu hút 68 học viên tham gia. Bên cạnh các công ty lớn thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang quan tâm đến đào tạo nhân sự quản lý với hy vọng tăng tính cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh. Ví dụ, khóa học này được tổ chức bởi Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản nhằm chia sẻ kỹ năng quản lý nhà máy theo kiểu Nhật Bản với một số doanh nghiệp ở miền Bắc. Hiện nay là cái doanh nghiệp mình đang gặp phải các vấn đề, nhất là cái chi phí sản xuất cao, năng suất lao động thấp. Thì theo mình thì những cái kỹ năng để mà tạo động lực cho nhân viên làm việc, tăng được năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất cũng như là giảm được tỷ lệ hàng lỗi cũng là những cái điều rất quan trọng trong sản xuất. Có thể nói ở đây là các giám đốc, các cái chủ tịch của một cái doanh nghiệp nào đó thì họ đã chủ động tìm đến cái JCC để tìm ra cái phương thức, cái mô típ sản xuất theo cái know-how, tức là cái bí quyết của Nhật Bản. Và chính cái sự nhận thức đó làm cho họ có một cái sự thay đổi rõ rệt. Dù là đào tạo nội bộ hay thông qua các khóa học bên ngoài, có thể nói ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam chủ động phát triển nhân tài quản lý để tăng tính cạnh tranh và đón đầu các cơ hội mới đến từ hội nhập kinh tế.
Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án luật. Lễ tưởng niệm những người tử nạn trên chuyến bay CA-5, một trong những chuyến bay thuộc chiến dịch không vận năm 1975. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Sáng ngày 4 tháng 7, cho ý kiến vào Bộ Luật Hình sự sửa đổi, đa số các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với tờ trình của Chính phủ về định hướng giảm án tử hình nhằm thể hiện sự nhân đạo của nhà nước và thực hiện các mục tiêu cải cách tư pháp. Tờ trình của Chính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh cướp tài sản, phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, chống mệnh lệnh, đầu hàng địch, phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đồng tình với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, thảo luận về quy định này, nhiều ý kiến cho rằng không nên bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược, chống loài người và tội phạm chiến tranh, vì đây là những tội phạm nghiêm trọng nhất trong các tội phạm, trong các tội đặc biệt nghiêm trọng. Còn trong chiều cùng ngày, cho ý kiến vào dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, các đại biểu cho rằng biện pháp điều tra đặc biệt là vấn đề rất phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, đến bí mật điều tra khám phá vụ án, đến quyền con người, quyền công dân. Vì vậy, cần phân biệt rõ biện pháp điều tra đặc biệt với tư cách là biện pháp điều tra tố tụng công khai với các biện pháp nhiệm vụ trinh sát, an ninh, tình báo. Tiến tới kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước và kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Quảng Trị, mùng 1 tháng 5 năm 1972, mùng 1 tháng 5 năm 2015, chiều ngày 7 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp mặt 30 hội viên đại diện cho hơn 20.000 hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hơn ai hết, đất nước dân tộc Việt Nam luôn hiểu về những mất mát đau thương của chiến tranh, đồng thời luôn mong muốn khát khao cháy bỏng về một nền hòa bình vững chắc cho Tổ quốc. Thủ tướng cho rằng, những trải nghiệm của những người lính trong chiến tranh chính là điểm tựa, là tấm gương sáng cho các thế hệ sau hiểu được các giá trị của chiến tranh và hòa bình để tiếp nối truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tiếp tục có những hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình các đồng đội, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tích cực, chủ động trong phối hợp các cơ quan chức năng, các địa phương trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Did not say goodbye, không nói lời từ biệt, là thông điệp của hơn 50 nhân chứng, người dân, người thân, hành khách dành cho những người tử nạn trên chuyến bay CA-5, một trong những chuyến bay thuộc chiến dịch không vận năm 1975 từ Việt Nam sang Mỹ cách đây 40 năm, ngày 4 tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn. 153 người thiệt mạng, trong đó có 78 trẻ em Việt Nam. 40 năm sau, những người đã từng có mặt trên những chuyến bay đó đã trở lại Việt Nam để tưởng nhớ đến những người đã không có may mắn cơ hội sống sót trong buổi lễ tưởng niệm tại Củ Chi. Thưa quý vị và các bạn, sau 40 năm, những trẻ em đã được chuyển đi trong chiến dịch không vận năm 1975 trở thành con nuôi ở các nước trên thế giới. Ngày hôm nay đã quay trở về đây để tưởng niệm những người đã kém may mắn hơn họ trong chuyến bay không vận năm 1975, chuyến bay C-5A. Tất cả đều hát vang ca khúc Kambaza để tưởng nhớ đến họ. Vườn Lài, An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây 40 năm, ngày 4 tháng 4 năm 1975, chiếc máy bay C-5A, một trong hơn 30 máy bay của chiến dịch không vận trẻ em, đưa hơn 2.000 trẻ em từ Việt Nam qua Mỹ, đã phát nổ phần đuôi, khiến 153 người thiệt mạng, trong đó có 78 trẻ em Việt Nam. 40 năm sau, những người có may mắn sống sót và người thân của họ đã trở lại đây. Tất cả đều chung cảm giác nghẹn ngào như mới ngày hôm qua. Ca khúc Kambaza là lời nguyện gửi tới Chúa, mang người đến giúp đỡ cho những linh hồn không may mắn. Tôi cảm thấy như mọi việc diễn ra đầy duyên số. 5 năm trước tôi đã có mặt ở đây, và thật tuyệt vời khi lần trở lại này tôi có thêm những người bạn đồng hành. Lần trở lại này cũng đầy cảm xúc, tôi rất xúc động. Tôi muốn gửi lời nhắn nhủ tới những người bạn không may mắn sống sót như chúng tôi trong chuyến bay đó. Tôi chỉ hy vọng rằng họ được yên nghỉ thanh thản. Khi tôi trở lại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2007,
tôi đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời. Và tôi rất muốn chia sẻ điều đó với chồng mình. Tôi muốn anh ấy biết được nơi tôi sinh ra, nơi tôi sống trước khi tôi được nhận nuôi. Lựa chọn trở về Việt Nam thật là một quyết định sáng suốt. Tôi nghĩ rằng những người từng được nhận nuôi như tôi cũng nên quay trở lại Việt Nam. Kể cả khi họ không tìm thấy những người họ hàng xưa, thì họ vẫn có những trải nghiệm và có thể gặp gỡ những người cùng cảnh ngộ. Đó là những cảm giác thật tuyệt vời. Việt Nam quả thực rất đẹp. Tôi yêu Việt Nam và đây chính là quê hương của tôi. Philip Awai, phi công của chuyến bay C-5A năm xưa, vẫn nghẹn ngào xúc động khi nhắc tới thời khắc kinh hoàng đó. Right now I'm coming down. Tôi đang rất xúc động. Tôi cảm thấy mình đã được đền đáp khi vẫn có những người quan tâm và nhớ đến. Và hôm nay khi được gặp lại những đứa trẻ trong vụ rơi máy bay năm xưa, tôi đã vô cùng xúc động. Cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn cảm ơn cuộc sống. 40 năm trước, chiếc máy bay chở chúng tôi đã bị rơi. Và ngày hôm nay, tôi như được sinh ra lại một lần nữa. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi cơ hội này và được gặp lại những đứa trẻ năm xưa và cả gia đình họ, bố mẹ lẫn con cái họ. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Mảnh vỡ máy bay vẫn còn trên cánh đồng. 40 năm đã qua, tất cả nhân chứng lịch sử và gia đình của họ không thể quên và nguyện cầu những điều tốt đẹp đến với những số phận kém may mắn. Điều quan trọng hơn cả, họ được trở về với quê hương, về với nguồn cội. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.